Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng không phải là Minecraft bình thường mà là Minecraft có cánh tay của người thật. Các bạn đã xem qua những video của Hero Team như Minecraft thực tế ảo, Minecraft siêu thực tế hay là Minecraft ngoài đời thật rồi đúng không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft nhưng có cánh tay của người thật, cực kỳ thú vị luôn nha. Và với cánh tay này mình có thể lấy tất cả những đồ vật ở trong Minecraft như gấp kiếm, kim cương hoặc là đồ ăn, hoặc là bất cứ thứ gì mà mình muốn. Liệu mình sẽ sống trong Minecraft với cánh tay người thật như thế nào thì mời các bạn xem hết video sẽ biết nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video thế nào, let's go. Ok mấy bạn ơi, như mấy bạn đang thấy thì hiện tại mình đang có mặt ở trong Minecraft. Xung quanh của mình chính là phong cảnh Minecraft, nhưng mà cánh tay của mình lại là ngoài đời thật mấy bạn à. Mấy bạn có thấy cánh tay của mình không? Đó, thì bây giờ mình sẽ quay một video mình thử mình là người thật ở trong Minecraft coi như thế nào nha các bạn nhé. Không biết cuộc sống của mình hiện tại ở trong game Minecraft sẽ như thế nào đây. Đầu tiên thì mình sẽ bấm nút để mình đi xuống dưới đã. Đầu tiên mình bấm thôi coi có được không nha các bạn nha. Ui, được luôn nè các bạn. Hợp lý chưa, hợp lý chưa? Ok, đi vòng vòng mới coi có gì lạ lạ, lấy chơi thử coi. Nè, ở chỗ này có một cái cục Rubik nè. Đâu để mình lấy nó thử nha các bạn nha. Ok, cầm nó lên nè. Ủa, đâu vậy? À đây, cầm nó lên nè. Wow, các bạn ơi, nhìn nè, khối Rubik ở ngoài đầy thật nha. Xịn chưa, xịn chưa? Quá là đỉnh luôn các bạn ơi. Trời ơi là trời. Thôi, để lại chỗ cũ đi. Rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài để mình khoe với mọi người ở trong làng Hero Team là mình đã biến thành người ở ngoài đầy thật rồi nè. Để xem coi mọi người như thế nào đây. Ok, mở cửa ra nè, mở cửa ra. Rồi ok, đóng cửa lại. Đó, rồi, ra ngoài xem thử coi. Ai, ôi mà khoan, từ từ. Không biết là mình có lấy nước ở trong Minecraft được không ta? Ai, để mình thử, mình khum xuống mình lấy thử ít nước coi được không nha các bạn nha. Lấy lên nè. Ui, được rồi nè bạn ơi, mình lấy nước được nè, xịn chưa bạn? Thời nhìn đúng xịn luôn các bạn. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên nhà Sam để mình khoe với Sam, cho Sam thấy mình đã biến thành người ở trong Minecraft mới được. Rồi, để qua bên nhà Sammy khoe với Sam nè. Ui, cái cửa, đâu để mình thử gõ cửa thôi nha. Ê! Sammy ơi! Sammy! Sammy ơi! Ai vậy? Tôi Phong nè, bà ra ngoài đây, tôi khoe cho bà coi này hay lắm nè. Ủa có gì hay mà khoe hay dữ trời. Ra ngoài đây, ra ngoài đây. Trời ơi, Sam ơi, Sam thấy tôi hôm nay có gì lạ không Sam? Cái gì? Có gì lạ không hả? Đúng rồi. Ủa từ 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 từ. Ủa sao hai cái tay ông nhìn giống như ngoài đời vậy? Từ cái tay sao giống tay người vậy? Đó, thấy gì hay không? Trời, bình thường á là bà là Minecraft siêu thực tế đúng không? Còn tôi là Minecraft người thật ở trong Minecraft luôn nè, ghê chưa? Ôi trời, cái gì mà ảo ma cả đà vậy? Tôi nhớ ngoài đời mà làm sao mà bà trong game được? Cái này xạo đúng không? Tôi không tin đâu. Trời, không tin cái gì? Được rồi, bây giờ bà không tin đúng không? Bà thử đưa tôi một cái món đồ gì đó trong Minecraft đi, tôi sẽ cầm nó ngoài đời thật cho bà coi. Rồi bây giờ tôi thử đưa nha, đừng có mà điêu rồi từ đứng nghe. Ờ đâu. Rồi lại coi. Rồi đồ gì rồi. Không? Này kim cương để à, kim cương hả? Ok, đưa đây. Rồi viên kim cương đúng không? Tôi lụm vô nè. Đây, thấy gì không? Trên tay tôi đang cầm cái cục kim cương thật nè. Trời ơi, viên kim cương y chang ngoài đời luôn. Ủa sao mà hay dữ vậy? Hay chứ sao không? Bây giờ bà còn món gì khác không? Đưa đây. Không tin, bây giờ thêm cái này mới tin nè. Bây giờ thêm một món nữa. Rồi. Sao? Đây. Anh trà, làm sao mà Phong úp cơ gọi là cúp kim cương được? Cầm ngon coi, cầm thử đi. Ok, cúp kim cương đúng không? Cầm lên nè. Đây, thấy gì chưa? Wow, trời ơi, cúp kim cương ngoài đời. Ghê không? Còn món gì nữa không? Đưa đây hết đi, tôi cầm cho coi. Kim cương làm sao mà kiếm cầm được? Kim cương có luôn nè, thấy chưa? Trời ơi, ông mày đùa giỡn dữ vậy ta? Rồi, bây giờ món cuối, cho món cuối xí xóa món cuối được không? Đâu, có món cuối không? Đưa đây, tôi cầm cho coi. Ai, cung tên ngoài đời cực kỳ khó mà kiếm, thử qua em cầm được không? Đây, ngon, cầm thử đây. À, cung tên hả? Tưởng gì, tất nhiên là có rồi. Đây nè, thấy không? Cái gì vậy? Sao tự nhiên ảo vậy? Tôi đang mơ không vậy? Sao mà đây, chưa từ. Bà đứng im, tôi không chỉ là có cái cung tên đâu mà tôi có thể bắn được luôn nè, coi nè. Hey! Đó! Dính cái mũi tên ở trên vai bà luôn kìa, thấy không? Dính cái ngoài đời luôn. Au, đau quá à. Trời ơi, xịn quá. Xịn không? Ai, xịn. Ê, nhưng mà Sam ơi, tự nhiên không hiểu sao á, tôi xuất hiện ở trong game Minecraft á, xong giờ tôi thấy tôi đói bụng quá.
bà có gì ăn không cho tôi ăn thử đồ ăn trong Minecraft coi. Ừ. Ồ hay nha. Ủa mới từ nhà tôi hết đồ ăn rồi giờ sao ta? Đâu đâu, đi vô trong nhà bà kiếm thử đi. Tôi có thấy gì đâu ta, để xem coi. Vô đây, vô đây, đây 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 đó. Ồ, có gì không? Hết rồi. Có gì ăn không? Ủa để sao nhà bà qua. Không có gì ăn hết vậy trời. Ê tôi có cách cho ông ăn luôn á. Có cách. Hả? Có cách. Cách gì? Bây giờ qua nhà mà Mui ăn chật đi, giờ Mui có nhiều đồ ăn lắm. Đi. Ồ nhà có ca Mui hả? Được được, ok ok. Ừ. Đi. Đây. Tôi với bà qua bên đó đi. Đi nè. Rồi bây giờ tôi với bà qua bên nhà của ca Mui kiếm coi có gì ăn không ha Sam. Ok, tôi đi. Rồi ok, đi. Đi qua cái tay ông chạy sao? Đó, hay cái tay tôi đang chạy không? Nên nào vậy? Cái tay gì chạy gì vui quá hả? Vui chứ sao không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy nè. Trời, sao mà mệt quá ta? Trời ơi, ủa sao mệt nhanh vậy? Chạy nhanh lên, có tay thật mà Mui. Tại vì á là bình thường á là ở trong Minecraft tôi chạy nó bình thường á không? Còn ở ngoài đời thật á thì tôi chạy tôi thấy mệt lắm. Ok, rồi mình đi qua nhà của ta Mui đi. Đây. Mui nè, Mui ơi, qua đây xuống đây cho xem cái tay thật nè. Mui ơi, xuống đây xem người siêu thực tế ở trong Minecraft nè chị ơi. Mui ơi. Trời ơi, cái bà Mui này đi đâu giờ này không thấy ở nhà nữa Sam ơi. Giờ tôi đói bụng quá à. Giờ sao ta, tôi xem coi, từ bình tĩnh coi. Ôi, đầu này có cà rốt nè Phạm ơi, đầu này nè, đây. Cà rốt siêu thơm ngon, hình như ăn được đúng không? Ai trời, tôi không biết nữa. Tại vì á, tôi không biết tôi có lấy được cái củ cà rốt để ở ngoài đời thật không nữa. Đâu để tôi xem thử coi. Được lấy thử nè. Ui, Sam ơi nhìn nè. Tôi lấy được nè, thấy không? Oh my ơi. God, trời đỉnh. Ông gọi là ông cầm cái cà rốt kìa, cà rốt kìa. Từ từ, bây giờ để tôi ăn thử coi như thế nào nha. Không. Wow. Ê. Sao mà tôi ăn một tí rồi á, tôi thấy cái cà rốt này nó cứ sao á, nó không có ngon lắm. Ơi nhưng mà khoan từ từ, bây giờ ăn cà rốt cũng không có no được, hay là bây giờ tôi gọi ca Mui xuống tôi xin ít đồ ăn, tôi đói bụng quá à. Ủa giờ gọi chưa, gọi cái gãy cái lưỡi mà các bà có vậy đâu. Trời ơi nè, tôi gọi yên tâm luôn. Yên tâm, tôi có cách. Đây để tôi cái gì? Ca Mui ơi, có người ăn trộm cà rốt của chị nè. Chị cãi gì á? Ai lấy cà rốt của chị? Phòng cận đang cầm cà rốt của chị phải không? Ủa rồi sao? Ủa rồi sao? Ây da, chị muốn em vậy trời? Trời, có một củ cà rốt thôi mà làm cái gì thấy ghê vậy trời? Đừng đuổi em nữa. Chị ơi, bình tĩnh chị ơi. Trời ơi, cái chuyện nó không quan trọng đâu chị ơi. Bây giờ cà rốt của chị không còn quý giá bằng phòng cận đâu. Nhìn phòng cận đi kìa. Nhìn anh em nè. Ủa sao? Mình đang chơi game Minecraft mà đúng không? Đúng rồi, đây là game Minecraft đó chị. Minecraft, cái tay trong Minecraft đó chị nhớ là hình vuông tròn vuông. Sao ở đây nó kỳ lạ quá vậy? Bây giờ á, em đã có cánh tay của người ngoài đời thật rồi. Bây giờ thì em sẽ đánh chị. Mui nè. Ôi, cái tay dữ vậy. Làm rơi cái kiếm sắt rồi, lụm cái kiếm sắt lên. Em đã có vũ khí rồi Sammy, bây giờ tôi sẽ thử dùng gì kiếm đó? Để quýnh cam Mui thử. Mui nó lại Mui nè. Sợ chưa? Ôi ghê quá. Trời ơi trời, ông kia, ông có tay ngoài đời thật, ông Nguyễn bắt nạt hai tôi hả? Gì kỳ vậy? Thích bắt nạt á được không? Bây giờ tôi đã có cánh tay của người ngoài đời thật rồi, cho nên là tôi muốn làm gì tôi làm. Đỉnh quá. Nhưng mà thôi giỡn thôi, nói gì thôi chứ phải kiếm đồ ăn chứ, đói bụng quá. Để chạy ở nhà ca Mui kiếm coi có đồ ăn gì không. Ủa cái gì kì vậy chị ơi? Cà rốt của chị không ơi. Yên tâm đi, em không thèm ăn mấy củ cà rốt của chị đâu. Dở ẹt, chọi lại nè, chọi lại cho chị nè. Không thèm đâu. Rồi bây giờ em sẽ lên trên nhà của chị. Đâu ta, đây leo lên nhà chị nè. Lên đây kiếm coi có đồ ăn không. Đây, để lên trên nhà coi thử nhà bả nhiều khi có gì trong nhà sao. Đây, tôi coi thử nha. Cái bếp nè. Chắc chắn là không có gì rồi. Ủa, sao nhà bếp không có gì hết trơn vậy? Ui, có một cái rương nè, mở xem thử coi. Ui, bánh quy. Oh my god, có bánh quy nè. Đây, tôi lấy bánh quy nè, 6 cái bánh quy luôn. Dạ. Ôi, trời ơi trời ơi, chị ơi, nhìn ra bánh quy ngoài đời nhìn đẹp dữ hen. Trời đẹp quá trời luôn kìa. Ôi, bây giờ á, bây giờ tôi sẽ thử ăn bánh quy để coi bánh quy trong Minecraft như thế nào. Cái bánh quy này á, ở ngoài đời thật thì em thấy là ở bên trong của nó có sô cô la nè. Đó, trời mà cái vỏ nó giòn giòn ngon quá Mui ơi. Trời ơi thích quá chị ha. Ước gì mà cũng ăn như ngoài đời như vậy á, vừa chơi game mà còn vừa được ăn nữa, thích ghê. Đúng rồi á.
mọi người làm sao mà được giống như tôi được. À, nhưng mà tính ra bánh quy ăn cũng không ngon lắm, hay là mọi người có món gì khác cho tôi không? Đó bụng quá à. Món khác hả? Có đây nè, đây nè. Đâu? Em bây giờ ăn bánh quy rồi đúng không? Bây giờ chúng ta ăn thịt. Ủa, thịt heo hả? Đâu đem lượm thử coi. Đúng rồi, ăn thử coi, ăn thử coi. Trời ơi, có mấy thịt heo ở ngoài đời thật nè chị. Nhưng mà cái thịt heo này á là thịt heo sống, không có ăn được, phải nấu lên mới ăn được chứ. Ê, từ không, bây giờ ông thử nấu ngoài đời xem quay nó như thế nào. Trời ơi, tay này mà nấu ngoài đời là được nha. Trời ơi, nấu với nhau luôn. Ok, để tôi nấu thử. Ê, nhưng mà thịt heo sống ở ngoài đời thật á là mình không ăn được, nhưng ở trong Minecraft thì mình ăn được. Nhưng mà bây giờ tôi biết hành người thật rồi, cho nên tôi phải nướng nó lên. Được rồi, mọi người đợi tôi xíu nha. Tôi phải đi mai thì tôi mới kiếm được than đem về nướng thịt lên ăn thử. Ok, để tôi xíu nha. Tôi sẽ đi ra ngoài đi mai cái đã, để tôi chút nha. Ồ, hình như ở ngoài đây có than nè. Ok, được, mình sẽ thử đào than đem về để mình nấu thử mấy thịt heo lên rồi ăn thử coi. Ok, đào nè. Ra cục than thiệt luôn nè các bạn ơi. Cầm cái cúc ở ngoài đây thật mà đào ra được cục than luôn nè. Hay chưa? Trời, đỉnh quá. Ok, đào hết đem về nhà. Ok, cái gì đây? Bên này là gì đây? Lúa hả ta? Ui, lúa mình có thể đem về để làm bánh mì được đó. Ok, để thử coi. Mình sẽ lấy lúa nè. Ok. Mình cầm lúa trên tay thiệt luôn nè các bạn ơi. Trời, đỉnh thiệt sự luôn á trời. Ok, thôi bây giờ mình phải về nhà để mình còn nướng miếng thịt heo lên ăn thử chứ. Hay, miếng thịt heo này nhìn có vẻ ngon đó. Ok, cất vô, đem về nhà nấu nào. Hey. Ôi, trời ơi, mệt quá. Leo ở trên núi xuống rồi, từ nãy đến giờ mới về tới làng. Mệt muốn chết luôn á bạn ơi. Bây giờ phải kiếm coi có nước gì đó uống xíu không, khát nước quá. À đây đây, bên này. Lấy miếng nước uống coi. Nhầm. À ok, khát khô hết cả cổ rồi. Rồi đi về nướng thịt ăn nào. Rồi, và sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được than để bỏ vô cái lò nướng nè bạn. Đó, ok. Bây giờ á thì tôi sẽ bỏ một cái miếng thịt heo vào bên trong. Đây, lấy miếng thịt heo nè, bỏ vào bên trong nè. Bỏ vô. Đâu bỏ chưa? Rồi, ok. Đó, bỏ miếng thịt heo vào bên trong và nó đang cháy kìa bạn ơi, hợp lý chưa? Cháy lên. Rồi ok, không biết một tí nữa sao tôi rồi? Có được cái miếng thịt heo chín không ta? Hơi hồi hộp quá à. Đây, để tôi lấy ra thử coi. Wow, lấy được miếng thịt heo ngoài đây thật ra luôn nè. Hợp lý chưa mọi người? Phong ơi, cái gì chị? Gì chị? Đi ra ngoài đời thật cho chị đi, chị đang đói. Chị đang rất đói, sáng rồi chị chưa ăn gì Phong ơi. Ơi chị ơi, chị có ăn nè. Thôi ăn đi. Rồi. Đó. Rồi cái ngon nhưng mà thịt ngon hơn. Trời ơi, nhìn cái miếng thịt heo thơm phức ở trên tay của tôi, mọi người thèm rồi chứ gì. Phong, nhìn kìa, miếng thịt nó gọi là nó lên khói luôn kìa. Trời ơi, nhìn nó ngon chứ ta. Thôi được rồi, bây giờ á bọn mình vô bàn ngồi đi, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người. Đi theo tôi, qua đây. Đây. Yeah, rồi ok, bây giờ chúng ta đang ngồi trên bàn và miếng thịt nướng thơm phức. Ôi trời ơi, thơm quá. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ cầm miếng thịt heo lên em ăn thử miếng trước nha. Ok, cầm lên nè. Trời ơi, ông ăn phải cắt đâu chia đã chứ. Thôi chết à. Ở trong Minecraft đâu có cắt ra đâu, thì bây giờ ở ngoài đời thật em cũng phải cầm nguyên cục để em ăn chứ, ăn thử nè. Trời ơi. Ngon không? Thơm không? Vị như nào? Miếng thịt nó dai mà nó ngon, nó thơm mọi người ơi. Mấy bạn fan có muốn ăn không? Tôi cho mấy bạn fan ăn thử nè, hả miệng ra. Ngon quá. Ê, Mui ơi, Sam ơi, mọi người có muốn ăn thử ngoài đời thật không? Em sẽ đem ra ngoài đời thật cho mọi người ăn thử. Tất nhiên là có rồi. Ok, được. Nhưng mà thôi, để từ từ em ăn trước. Trời ơi, thế thì hỏi chị em chứ. Tại vì nó ngon quá chị ơi. Rồi, sao mọi người ăn thấy ngon không mọi người? Hả? Ngon dễ sợ luôn. Xong rồi. Vậy ở đây chị còn một stack thịt nữa của em này, em nướng xong rồi em đem cho chị tiếp đi. Trời ơi, trời, cái gì đâu mà chị ham ăn quá vậy. Thôi được rồi, ok, đồng ý. Được rồi, em sẽ đem cái đống thịt heo đi nướng lên cho chị. Ok. Ê, nhưng mà khoan từ, trước tiên là em phải chào mấy bạn fan đã. Bây giờ mình kết thúc video tại đây đây. Ok, giờ mọi người chỉ thấy được cái tay của em thôi à, cho nên là mọi người chào giúp em nha. Mọi người đứng ở đây, mọi người chào em fan giúp em nha. Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Và nếu như mà mấy bạn muốn mình làm thêm nhiều những cái video về phong cận ở trong game Minecraft như thế này và thấy hai cái tay của mình ngoài đời thật như thế này nữa, thì bạn hãy nhớ cho video này đạt đến được 10.000 like thì mình sẽ làm thêm những video về cái tay của mình trong Minecraft nha các bạn nha. Ok, nhớ nha các bạn.
Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.